Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Thế kỷ 22. Trong thế giới muôn màu có vô số những điều kỳ bí và giới khoa học cũng đang rất tích cực cho việc giải đáp những bí ẩn này. Tuy nhiên, vẫn có những hiện tượng mà chúng ta phải đặt những dấu chấm hỏi to đùng. Và đó là những hiện tượng nào? Mời các bạn cùng đến với chủ đề ngày hôm nay. Top 10 câu hỏi hóc búa cần lời giải đáp. 10. Tại sao chúng ta lại mơ thấy những người đã chết? Đã có bao giờ bạn thức giấc giữa đêm vì mơ thấy mình đã gặp gỡ một người đã chết cách đó không lâu? Thậm chí cảm giác chân thực và rõ ràng chẳng khác gì gặp ngoài đời thực. Đó có thể là ông bà, ba mẹ, những người thân đã ra đi. Dân gian vẫn thường đồn đại với nhau rằng đó là hiện tượng người chết báo mộng, tìm về giấc mơ của chúng ta để nhờ vả hoặc căn dặn điều gì đó. Tùy theo hoàn cảnh và những gì đã diễn ra trong giấc mơ mà ta có thể đánh giá được giấc mơ đó là điểm xấu hay là điểm tốt. Tuy nhiên, đối với các nhà khoa học thì giả thuyết trên lại có phần không hợp lý. Các nhà tâm lý học nói rằng, khi chúng ta nghĩ về một người quá nhiều, dù thời gian có trôi đi thì họ vẫn đang ở trong tiềm thức của chúng ta. Tiềm thức sẽ được khơi gợi lại khi bạn đủ tĩnh tâm và giấc mơ là kết quả của tiềm thức. Vì vậy, có thể chẳng có linh hồn nào trở về tìm chúng ta, chỉ là bạn đã nghĩ quá nhiều về một người, nhớ quá nhiều về họ thì sẽ dễ dàng gặp họ trong mơ. 9. Dòng thời gian không xác định là gì? Từ khi còn nhỏ, chúng ta thường được học về những bài học liên quan đến dòng thời gian, sự tiến hóa của con người cũng như vạn vật. Có những mốc thời gian cụ thể như khi trái đất có sự sống, loài vượn cổ xuất hiện khi nào, quá trình phát triển và tiến hóa của loài người. Nhưng ít ai trong số chúng ta có thể mường tượng ra rằng dòng thời gian sẽ khác biệt như thế nào khi chúng ta sống và sau khi chúng ta chết đi. Trái đất tròn không gì là không thể. Những tưởng dòng thời gian sẽ là vĩnh cửu, nhưng biết đâu nó sẽ dừng bất cứ lúc nào. Hoặc cũng có thể dòng thời gian sẽ tiếp tục trôi dù thế giới này có tồn tại hay không. Không ai trong chúng ta có thể đưa ra câu trả lời cho việc dòng thời gian không xác định là gì vì vũ trụ kỳ bí chưa được khám phá hết. 8. Bạn có tin vào sự tái sinh? Người ta thường bảo rằng chết là hết, nhưng liệu rằng cuộc đời vô thường có hết thật hay không, hay linh hồn của chúng ta, ý thức của chúng ta tiếp tục được vũ trụ vận chuyển sang một thế giới khác? Thậm chí, còn có nhiều trường hợp chúng ta gặp một người xa lạ nhưng lại có cảm giác cực kỳ thân quen, hoặc những người vốn chẳng liên quan hay ở gần nhau lại có thể biết và nhớ rõ những thông tin về nhau. Trong khi các nhà triết học cho rằng, sau khi thể xác của chúng ta biến thành tro bụi, linh hồn sẽ được chuyển đến một nơi khác, thì các nhà nghiên cứu tôn giáo lại cho rằng linh hồn sẽ mất một đến nhiều năm để chuyển vào một cơ thể khác. Đây không phải là lần đầu tiên những giả thuyết đầu tiên bàn luận về vấn đề này. Những lý thuyết ấy chủ yếu xoay quanh việc giải thích con người sẽ tái sinh như thế nào, ở dạng nào và trong bao lâu. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những lập luận, là những phỏng đoán. Chưa một ai có thể chứng minh và thuyết phục được nhân loại rằng sau khi chết, con người thật sự sẽ được tái sinh. 7. Điều gì gây ra tĩnh điện đột ngột? Thỉnh thoảng bạn cầm một tờ giấy, một bìa ni lông hay một tấm vải, rồi sau đó chạm vào tóc. Tóc sẽ dựng đứng trong vài giây, rồi xẹp xuống. Đó chính là hiện tượng tĩnh điện đột ngột. Khoa học đã giải thích rằng đây là hiện tượng các ion dương và ion âm chạm vào nhau gây ra hiện tượng trên. Tuy nhiên, cũng có những người tin rằng đó không phải là sự tác động ion như khoa học vẫn nói, mà có lẽ là một thế lực huyền bí nào đó trong môi trường đang tác động và tạo nên hiện tượng này. 6. Tại sao sấm sét xảy ra? Vào những ngày mưa hoặc thời tiết xấu, chúng ta thường thấy sấm sét xuất hiện trên bầu trời. Những vệt sét xoẹt ngang bầu trời như những tia lửa điện cực mạnh. Nhiều người còn cảm thấy sợ những hiện tượng như thế này vì nó thường đem đến cảm giác bất ngờ và làm chúng ta giật mình. Nhưng tại sao nó lại xảy ra? Nguyên nhân là do mây và những hạt nước tích điện nặng lơ lửng trong không khí. Khi đầu điện tích dương tiếp xúc với đầu điện tích âm của các đám mây khác thì sét sẽ xuất hiện do phản ứng trên. 5. Làm sao để chúng ta trượt trên băng? Sở dĩ chúng ta có thể đi trên mặt đất, cầu thang hay những bề mặt khác mà không bị trượt khỏi đó là vì tác dụng của lực ma sát. Tuy nhiên, đối với những bề mặt có độ láng mịn cao thì độ ma sát càng giảm. Bề mặt trượt băng cũng vậy, vì chúng bóng láng nên ma sát rất ít, vì vậy bạn có thể tung hoành ngang dọc, trượt băng, thậm chí là có thể biểu diễn những màn nhào lộn trượt băng điêu luyện. 4.
tại sao một số người thuận tay trái thay vì tay phải? Thông thường, đa số chúng ta sẽ thuận tay phải, làm việc tay phải, viết tay phải và cánh tay này cũng điêu luyện, khỏe mạnh hơn cánh tay còn lại. Tuy nhiên, trên thế giới vẫn có những người đi ngược lại với số đông và họ thuận tay trái. Vậy, nguyên nhân là do đâu? Một số người tin rằng nếu khi mang thai, người mẹ bị căng thẳng thì đứa trẻ trong bụng sẽ thuận tay trái. Nhưng trong các nghiên cứu gần đây đã loại trừ quan điểm sai lầm này và làm rõ rằng cấu trúc gen sẽ là yếu tố quyết định cho đứa trẻ thuận tay nào. Ba, giấc ngủ giúp chúng ta như thế nào? Để có một cơ thể khỏe mạnh, tỉnh táo nhất có thể, thì mỗi người nên ngủ ít nhất 8 tiếng một ngày. Đó là những lời khuyên đến từ giới khoa học. Việc này sẽ giúp cho cơ thể nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, trong thời đại phát triển không ngừng, một số người, nhất là những người trẻ, thường chăm làm đến độ lấn sang giờ ngủ và họ ngủ chỉ vỏn vẹn một vài tiếng trong ngày. Điều này không chỉ khiến bạn sở hữu một cặp mắt panda, mà bạn còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, gây suy nhược và không tỉnh táo. Các nhà nghiên cứu nói rằng 8 giờ ngủ là cần thiết để các hệ thống trẻ hóa và hoạt động với tốc độ bình thường. Để đảm bảo hệ thống tim mạch khỏe mạnh, hệ tiêu hóa và hệ thần kinh, giấc ngủ yên bình là điều cần thiết. Có sức khỏe là có tất cả, vì vậy hãy luôn đảm bảo bạn có những giấc ngủ ngon, ngủ đủ để tiếp thêm năng lượng, mang đến hiệu quả trong công việc nhé! Hai, tại sao chúng ta ngáp? Những lúc buồn ngủ hay cảm thấy mệt mỏi, chúng ta thường hay ngáp ngắn, ngáp dài. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng ngáp có thể lây lan từ người này sang người khác. Vì mỗi lần một người ngáp, thì lập tức sẽ có một người ngáp theo trong vô thức. Người ta cho rằng sở dĩ chúng ta ngáp vì lúc đó cơ thể đang mệt mỏi và oxy đang thiếu trong máu. Ngáp giúp cho cơ thể khôi phục mức oxy đó, đồng thời hấp thụ thêm oxy cho cơ thể. Điều đó cũng giúp duy trì sự cân bằng carbon dioxide và oxy trong cơ thể của chúng ta. Một, những con chó có thể nhìn thấy linh hồn. Những người có niềm tin về tâm linh cho rằng chó là một loài có đôi mắt thần kỳ. Thậm chí chúng còn có thể nhìn thấy những điều mà con người không nhìn thấy. Đó là những linh hồn, những nguồn năng lượng đến từ thế giới bên kia. Nếu bạn để ý, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy chú chó của mình nhìn vào không trung, cất tiếng sủa dù không có ai ở đó. Niềm tin này tồn tại lâu đời và khá phổ biến. Nhiều người còn cho rằng những chú chó được Thượng Đế ban cho giác quan thứ 6 và chúng có thể xác định được những việc quan trọng sắp xảy ra. Loài người dù có linh cảm, có giác quan thứ 6 đi chăng nữa, nhưng cũng không mạnh bằng loài này. Những gia đình có nuôi chó thường kể lại rằng những chú chó của họ có xu hướng sủa, rên rỉ, thúc thích hoặc cư xử bất thường trong khoảng một thời gian dài sau khi chúng phát hiện sắp có sự cố hoặc điềm chẳng lành xảy ra. Không ai có thể khẳng định được chó có nhìn thấy những linh hồn hay không, nhưng những hành động kỳ lạ này của chúng cũng khiến cho chúng ta phải đặt một dấu chấm hỏi to. Quả là những hiện tượng kỳ lạ đúng không nào? Và chủ đề vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và nếu các bạn có những đóng góp hay ho nào khác thì đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì like, share và subscribe cho kênh của chúng mình, bật ngay thông báo để nhận được những thông tin đầu tiên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.